Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam khiến ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh chịu nhiều ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải đóng cửa, chuyển đổi cơ cấu. Để sớm hồi phục và phát triển trở lại là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp và các cấp chính quyền, đòi hỏi việc đưa ra các chính sách kích cầu và mở cửa trở lại. Qua nhiều lần bùng phát, đặc biệt là trong đợt thứ tư, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 200 doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh phải ngừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi cơ cấu, các cơ sở lưu trú hầu như không có khách hoặc đạt công suất rất thấp. Doanh thu của chúng tôi năm 2021 thì dự kiến thì chúng tôi chỉ đạt được khoảng 10% so với năm 2019. Quan trọng nhất của các khách sạn như chúng tôi là lượng khách du lịch và khách quốc tế thì hiện tại vẫn hoàn toàn chưa có cách nào để vào được Việt Nam và rất nhiều các khách sạn hoạt động dưới 20% thời điểm này. Ngay sau khi bước vào giai đoạn bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đã có những động thái giúp hâm nóng thị trường như ban hành kế hoạch phục hồi gồm 3 giai đoạn với các hoạt động cụ thể như cho phép tổ chức các tour du lịch nội vùng. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung các cái hướng để hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch. Cái thứ nhất là chúng tôi tổ chức cho các cái lao động trở lại để tiêm vaccine, đưa ra những cái đề xuất về cái hỗ trợ cho doanh nghiệp về vốn vay. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, các doanh nghiệp du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Việc phục hồi lại thị trường này là một bài toán đầy khó khăn thách thức. Hiện tại thì khách hàng chỉ dừng lại ở các nhóm khách nhỏ, cũng như là các khách hàng mua những dịch vụ lẻ, chứ còn hiện nay thì cũng chưa thực sự là tổ chức được những cái đoàn lớn. Nhân viên của khối ngành dịch vụ đã có một cái cuộc chảy máu chất xám đến rất là nhiều những cái ngành khác, ví dụ như là ngành F&B hay ngành ăn uống, bởi vì đơn giản là các bạn cũng đã chịu dịch suốt 2 năm qua rồi. Để ngành du lịch phục hồi trở lại, bên cạnh các chính sách cơ chế hỗ trợ về vaccine, vốn, lãi suất, thuế phí, truyền thông, việc ban hành chính sách mở cửa chung, thống nhất giữa các vùng miền là điều hết sức quan trọng. Cái sự thông thoáng xuyên suốt trong cái việc vận chuyển khách cũng như là tận hưởng các cái dịch vụ thì cần có một cái sự thống nhất chung hết trong cả nước. Theo cái tinh thần của chính phủ chỉ đạo là chúng ta sống thích ứng an toàn với dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tiếp tục đảm bảo các yếu tố phòng dịch, đòi hỏi sự chung tay chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương, nhất là trong việc đưa ra các chính sách kích cầu, mở cửa trở lại.